cũng dễ nhìn thấy là nếu như mà các em không quan tâm đến những vấn đề đó thì thường các em nó sẽ làm việc riêng hoặc là có thể có một số em bỏ về. Thì như hôm nay mình quan sát thì mình thấy khá là tốt và có cái sự học đúng hoặc là chú tâm của mình nghe. Tuy nhiên nên mình nghĩ là có thể là cái hạn chế về thời gian hoặc là cái cung cách mình tổ chức cho nên nó chưa đạt tới được cái tương tác như mình mong đợi. Nên nếu mà cái chương trình nó có thể làm thay đổi một chút về cái format của chương trình hay là có thời gian để mà tương tác nhiều hơn, có những cái hoạt động mà chính các bạn làm thì mình nghĩ là nó sẽ có ích hơn. Dạ, vấn đề này cũng rất là quan trọng với học viên nhà trường. Dạ, và thứ hai là với tư cách là thầy giáo cũng như là một chuyên gia trong tâm lý thì thầy có thể chia sẻ những cách mà để cha mẹ có thể nói chuyện dễ dàng hơn với con cái về các vấn đề về tình dục. Cái này nó có hai cái khía cạnh mà mình muốn được đề cập. Cái thứ nhất là về khả năng, về cái kỹ năng giao tiếp. Cái kỹ năng giao tiếp thì nếu mà cha mẹ nào mà họ có học hành hoặc là họ có cái khả năng, họ rèn được cái khả năng giao tiếp tốt thì thường họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái trong việc nói chuyện với con. Đó là cái cạnh thứ nhất là kỹ năng, cái đó phải rèn luyện. Nhưng cái thứ hai đó có lẽ nó trước cái kỹ năng nữa là cái thái độ hoặc là cái quan niệm của họ về vấn đề giáo dục giới tính và về vấn đề giáo dục cho con cái. Ví dụ như rất nhiều phụ huynh đó họ hay xem con cái như là cái đối tượng mà để mà nói vào rồi áp đặt vào thì không thể nào mà có thể giáo dục giới tính cũng như các vấn đề khác. Cái thứ hai là cái quan niệm xem giới tính nó như là một cái chuyện gì đó nó bí ẩn, nó nhạy cảm rồi nó khó nói, thì vì cái thái độ nó cái quan niệm như vậy cho nên họ sẽ khó tiếp cận. Thì mình chỉ muốn nói là thứ nhất phụ huynh cần tập cho mình có cái khả năng giao tiếp mà nó thoải mái, cởi mở. Thứ hai là thay đổi cái quan niệm về vấn đề giáo dục giới tính. Và cái thứ ba, lúc đó mới là học các kiến thức về giới tính. Thì các kiến thức thì bây giờ sách vở ở bên ngoài mình nghĩ là khá là ổn để phụ huynh có thể có thêm. Thì tập hợp cả ba cái đó là thì phụ huynh có thể tìm cách. Dạ, thì em rất là cảm ơn sự chia sẻ của thầy và chúc thầy luôn thành công trong cái sự nghiệp của mình và hy vọng sẽ được hợp tác với thầy trong những cái buổi hội thảo lần sau để các trường trung học. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn.